xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 2 tháng 9 sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. 2 tháng 9, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng nhìn lại không khí thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình lịch sử 77 năm về trước. Ký ức về bản tin phát thanh ngày Bác Hồ qua đời, dù đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng hình ảnh lòng kính yêu dành cho Bác vẫn in đậm trong mỗi trái tim người Việt Nam. 8 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch nội địa đạt gần 80 triệu lượt, vượt xa mục tiêu cả năm, còn du lịch quốc tế ghi nhận tăng trưởng qua từng tháng. Du lịch khởi sắc là động lực bứt phá cho 4 tháng cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9, qua 77 năm sau ngày độc lập, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do, ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi người dân tộc. Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến. Mời quý vị cùng nhìn lại không khí thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình lịch sử 77 năm về trước. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Cách đây 77 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, xúc động lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về chủ quyền độc lập tự do của Việt Nam, đưa nhân dân ta thoát khỏi thân phận nô lệ kéo dài gần một thế kỷ. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Lời thề thiêng liêng trong ngày lễ độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chiến thắng kẻ thù, bảo vệ toàn vẹn non sông, chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng 8 giờ sáng nay, sự kiện thả khinh khí cầu kéo đại kỳ đã được tổ chức tại khu vực bến Bạch Đằng, quận 1 và khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Rất nhiều người dân đã có mặt từ sáng sớm để chiêm ngưỡng hàng chục quả khinh khí cầu từ xa. Thưa quý vị, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa mà thay vào đó là tổ chức hàng loạt sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật hấp dẫn. Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất là sự kiện thả khinh khí cầu kéo đại kỳ lớn 1.800 m² lên nền trời chào mừng lễ hội Tết độc lập và kỷ niệm 77 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền. Khinh khí cầu kéo đại kỳ được thả tại bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Hai quả khinh khí cầu lớn cao từ 25 đến 30 m, đường kính 20 m, nâng lá đại kỳ 1.800 m². 10 quả khinh khí cầu nhỏ hơn cũng được thả lên nền trời cùng thời điểm để tạo không gian hoành tráng, trang trọng cho lễ hội. Đây là dịp để người dân thành phố Hồ Chí Minh chiêm ngưỡng những khinh khí cầu đa sắc màu với những hình ảnh đẹp, tạo sự phấn khởi để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân thành phố. Theo ban tổ chức, ngoài hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, chuỗi hoạt động chào mừng Tết độc lập còn trình diễn 6 dù lượn và nhiều hoạt động thể thao dưới nước tại sông Sài Gòn. Cũng trong tối nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật Tết độc lập bừng sáng khát vọng dân tộc để chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, 53 năm trước, dân tộc Việt Nam đã mất đi người cha già kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đài Tiếng nói Việt Nam là nơi đầu tiên truyền đi bản tin phát thanh tới nhân dân cả nước về thông tin Bác đã qua đời. Mặc dù đã hơn nửa thế kỷ, nhưng bản tin này vẫn còn in đậm trong ký ức các cán bộ nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam và người dân khi ấy.
thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã từ trần. Không một ai mà đón nhận cái tin như thế cả. Không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày mà lại có một cái mất mát. Sau hơn nửa thế kỷ, nhà báo Hà Phương không khỏi xúc động khi nhớ lại câu chuyện ngày Bác Hồ qua đời và về người đồng nghiệp đã đọc những dòng tin tức đặc biệt này, phát thanh viên Minh Đạo. Lần lượt bên này là bác Minh Đạo. Anh ấy nhận được cái tin và anh ấy chỉ còn biết là lấy khăn lau nước mắt thôi. Không ai đọc nổi, mà chỉ có bác Minh Đạo. Bởi vì lúc này đòi hỏi một cái người mà rất trải nghiệm, rất từng trải, rất vững vàng về nghề là một rồi. Nhưng mà cái cảm xúc cá nhân có một cái kìm nén để nó không bị khóc lẫn vào đấy, không bị tiếng khóc vỡ òa ra. Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng đau đớn báo tin để toàn đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam biết. Đang ở trong nhà nghe tin ấy thì chúng tôi đổ xô ra ngoài đường để mà đứng xung quanh cái cột loa phóng thanh để nghe cái lời mà thông báo về Bác Hồ mất. Rất nhiều người òa lên khóc. Thì khi nghe cái tin Bác mất thì có thể nói là cả nước khóc. Không có ai là không chảy mờ chảy nước mắt cả. Nó rúng động lắm, nó đau xót mà một cái con người mà tất cả vì nước vì dân. Đã 53 năm ngày đau thương ấy đi qua, nhưng hình ảnh lòng kính yêu dành cho Bác vẫn in đậm trong mỗi trái tim, khối óc con người Việt Nam. Tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhiều người trẻ thời nay đã và đang kế thừa truyền thống cha anh đi trước để tiếp tục cống hiến. Có những người trẻ đã nghĩ thế này, việc khó mình không làm thì dành cho ai? Những nỗ lực chỉ là để cống hiến một phần nhỏ giúp đỡ người dân. Nhiều người trẻ đang thầm lặng đóng góp cho đất nước. Cùng sinh hoạt, cùng huấn luyện, cùng chiến đấu. Những chiến sĩ trẻ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một buổi huấn luyện giữa trưa hè nhiệt độ gần 40 độ C, ngày cũng như đêm, không nhiều người có thể hình dung hết những khổ luyện của nghề. Thượng úy Hưng, 26 tuổi, từng đưa nhiều người dân thoát nạn khỏi các đám cháy. Mỗi lần xong thì thấy vui lắm, thấy nhẹ nhõm. Mình làm được cái việc có ích cho đất nước, cho xã hội, mang lại sự bình yên cho đất nước, cho người dân. Thế hệ của tôi bây giờ thì nó vẫn thế thôi, nó không khác gì cả. Tinh thần lúc nào cũng được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau, cả ngọn lửa đấy luôn luôn cháy. 4 giờ sáng, bước chân không nghỉ của các chiến sĩ biên phòng khu vực biên giới giáp nước bạn Trung Quốc. Những đêm canh gác tuần tra, ngày nối ngày, đêm nối đêm. Đây là một trong những khu vực phức tạp nhất về tình hình xuất nhập cảnh vượt biên trái phép. 27 tuổi, Thượng úy Quang lựa chọn gắn bó với những vùng đất biên giới. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đã luôn ao ước trở thành một người lính quân hàm xanh. Và theo cái nghiệp của ông nội mình là một người lính, cống hiến cho nhân dân. Bác sĩ Giang, thành viên của mạng lưới thầy thuốc đồng hành, suốt những ngày chống dịch hỗ trợ người bệnh mắc COVID-19. Chị cũng là người khởi xướng tổ chức hàng loạt các hoạt động tặng quà, thăm khám, điều trị miễn phí cho bệnh nhân ở những vùng khó khăn. Tết Trung Thu năm nay, chị cùng 30 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục đến với Cao Bằng. Việc khó không làm thì bây giờ dành phần cho ai? Cống hiến, mình góp một phần nhỏ nào đấy, đem lại một cái bình yên, một cảm sự yên tâm cho người bệnh. Xác, chân này cao lên nào, nâng cao chân này lên, đúng rồi. Những bệnh nhân ở đây gọi bác sĩ Giang là cô bác sĩ nhỏ nhân hậu. Ai cần gì chị cũng nhanh chóng có mặt. Chị và nhiều người trẻ khác sinh ra trong thời bình. Khi tiếng quốc ca vang lên, lá cờ tổ quốc tung bay, họ càng ý thức hơn về sứ mệnh của mình hôm nay
biết ơn và giữ gìn thành quả của cha ông để tiếp tục lặng lẽ cống hiến. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Không khí đón Trung thu sớm tại phố cổ Hà Nội đã rất rộn ràng, đặc biệt sau 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Bảo tồn và phát huy di sản then góp phần khẳng định bản sắc Việt Nam trong kho tàng văn hóa nhân loại. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều địa phương vẫn tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Tiền Giang đều tổ chức đợt cao điểm tiêm phòng cho các nhóm đối tượng, tập trung chủ yếu là trẻ em để chuẩn bị cho năm học mới. Ngoài ra, các tỉnh thành cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác dụng của vaccine trong việc bảo vệ sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Tỉnh Tiền Giang còn tổ chức tiêm lưu động tại những vùng có tỷ lệ tiêm thấp. Bên cạnh tiêm chủng tại các điểm tiêm cố định, tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức tiêm lưu động vaccine phòng Covid-19 trong bối cảnh số học sinh đi tiêm phòng tăng cao hơn trước thềm năm học mới. Mỗi buổi có hàng trăm trẻ được đưa đến tiêm. 77% số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Phú Thọ đã được tiêm mũi 1, trong khi cách đây một tháng tỷ lệ này là 60%. Gần đây, liên tục nhiều điểm tiêm lưu động tại trường học được tổ chức. Với việc tổ chức hàng loạt điểm tiêm ngay trước thềm năm học mới, thực sự góp phần hiệu quả bảo vệ an toàn cho trẻ. Và để chứng minh điều này thì điều quan trọng nhất vẫn là tâm lý cũng như là sự ủng hộ của phụ huynh. Chứ con tiêm thì chị có lo lắng gì không? Hôm nay con nhà em tiêm mũi 2 ạ. Em cũng rất yên tâm khi đưa con đi tiêm chứ không có vấn đề gì lo lắng ạ. Nói chung là cháu tiêm xong rất ổn định, sức khỏe tốt. Chị cũng rất yên tâm cháu tiêm. Chính sự ủng hộ của mỗi một phụ huynh tin tưởng vào chiến dịch tiêm chủng là một cái điều quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cho con em mình. Ngành y tế đã phối hợp với ngành giáo dục để thống kê tất cả trẻ em vẫn chưa được tiêm hoặc là chưa tiêm đủ liều để có những cái phương án điều chỉnh cũng như là phân bổ vaccine kịp thời. Tại hầu hết các điểm lưu động, số trẻ đến tiêm tăng cao hơn hẳn so với các đợt trước. Như tại điểm tiêm này, có hơn 200 trẻ đến tiêm, đông hơn cả dự kiến. Thời điểm đầu thì cũng có một chút là do dự. Sau này chả có quá trình dịch như vậy là gia đình quyết định tiêm với cháu. Thực tế triển khai thời gian qua đã khẳng định sự an toàn trong tiêm chủng. Nó không chỉ quan trọng với sức khỏe của trẻ, mà còn có vai trò quan trọng tăng diện bao phủ vaccine cũng như tăng miễn dịch cộng đồng. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách đặt tour, phòng, lưu trú ở các địa phương miền Trung tăng nhẹ so với những dịp cuối tuần, chứ không có sự gia tăng đột biến như mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8 vừa qua. Bởi lẽ, du khách vừa trải qua kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình có trẻ em chuẩn bị vào năm học mới. Giá các dịch vụ khá ổn định, không có hiện tượng tăng nóng. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ, Đà Nẵng đón hơn 500 chuyến bay nội địa và quốc tế với hơn 60.000 khách đến tham quan, vui chơi. Du lịch Việt Nam đang thực sự phục hồi. Thống kê chỉ trong tháng 8, đã có hơn 8 triệu người Việt Nam đi du lịch trong nước, hơn 486.000 khách quốc tế đến Việt Nam. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch nội địa là gần 80 triệu lượt, vượt xa mục tiêu cả năm nay, khách nước ngoài hơn 1,2 triệu lượt. Chỉ trong một thời gian ngắn mở cửa, du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ với tổng thu trên 356.000 tỷ đồng. Gần 90% các đơn vị du lịch lưu trú đã hoạt động trở lại. Các địa phương đều chú trọng đổi mới sản phẩm. Như Hà Nội, dịp nghỉ lễ này, những điểm đến đa phong cách thu hút người dân du khách mọi lứa tuổi. Từ không gian văn hóa, sinh thái và ẩm thực đậm chất Việt, khám phá thủy cung đến đường phố mang phong cách kiến trúc lễ hội quốc tế. Đặc biệt, khu giải trí thực tế ảo rộng hơn 1.000m² đem lại những trải nghiệm công nghệ mới lạ. 8 tháng đầu năm, lượng khách nội địa vượt xa mục tiêu 60 triệu lượt khách cả năm. Du lịch quốc tế thì đang trong quá trình hồi phục và đang kết nối lại. Thì du lịch nội địa chính là một trong những cứu cánh cho ngành du lịch Việt Nam. Cho thấy rằng là cái sức bật mạnh mẽ của hoạt động du lịch nội địa trong cái bối cảnh mà chúng ta đã mở cửa lại. Với du lịch quốc tế, con số 1 triệu 200.000 lượt mới đạt 20% mục tiêu và thấp hơn nhiều trước Covid-19.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng qua từng tháng cho thấy du lịch quốc tế đang phục hồi. Riêng tháng 8, khách quốc tế tăng 32% bằng tổng 4 tháng đầu năm cộng lại. Thật mừng vì Việt Nam và Canada đã kết nối trở lại để chúng tôi được tới với đất nước của các bạn, một nơi tuyệt đẹp. Chúng tôi cũng đã đang có những kế hoạch phối hợp cùng với Sở Du lịch để mà thực hiện tốt cái việc đón khách đến Phú Quốc, đảm bảo an toàn nhất cho du khách. Bên cạnh đó thì giá cả dịch vụ phải được đảm bảo hợp lý. Đợt mùng 2 tháng 9 này, lượng đặt phòng ở mức cao so với trước đây. Nhiều khu du lịch tham quan nghỉ dưỡng đã kín chỗ đặt từ sớm. Du lịch khởi sắc thực sự là động lực bứt phá cho 4 tháng cuối năm. Riêng với khách du lịch quốc tế, từ tháng 3 khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn đến nay vẫn chưa phải là mùa cao điểm. Trong vòng 4 tháng tới mới thực sự là giai đoạn nước rút. Vì thế, du lịch Việt Nam phải tạo được lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực. Hà Nội, điểm trung chuyển phân phối khách quốc tế đến cả nước ghi nhận lượng khách quốc tế tăng mạnh trở lại khi bước vào mùa cao điểm. Chỉ tính riêng trong tháng 8, có 150.000 lượt khách đến, chiếm 1/5 tổng lượng khách trong 8 tháng. Một chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật được đẩy mạnh tổ chức vào các tháng cuối năm nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm độc đáo phục vụ khách quốc tế. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành xây dựng cái sản phẩm, làm mới cái sản phẩm, và chúng tôi cũng đề nghị các đơn vị làm sao chúng ta xây dựng cái khung giá phù hợp để góp phần kích cầu thu hút khách đến Việt Nam trong cái thời gian tới. Nhằm đạt được mục tiêu đón 5 triệu du khách quốc tế trong năm nay, chiến lược chung của toàn ngành du lịch là kết nối lại những thị trường có chính sách thông thoáng cho người dân đi du lịch nước ngoài. Tập trung vào thị trường trọng điểm như châu Âu, Mỹ, Australia và thị trường mới nổi như Trung Đông và Ấn Độ. Tuy vậy, chính sách thị thực của Việt Nam chưa thực tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực. Thời gian miễn thị thực theo luật xuất nhập cảnh hiện nay là 15 ngày, chưa phù hợp với nhu cầu lưu trú dài ngày từ 3 đến 4 tuần của du khách quốc tế tới từ các thị trường xa. Phải có lòng chân thành hơn với khách và quan trọng hơn nữa, tạo ra những cái sản phẩm phục vụ cho khách tốt nhất, thân thiện nhất. Như vậy chúng ta có nhà nước, có doanh nghiệp và có cộng đồng dân cư cùng vào cuộc thì lập tức là du lịch của chúng ta sẽ khởi sắc. Trong tháng 9, du lịch Việt Nam sẽ tham gia hội chợ du lịch quốc tế JATA tại Nhật Bản, tham gia hội chợ du lịch thế giới tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland vào tháng 11 và các lễ hội, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đón 5 triệu lượt khách trong năm nay, dù còn nhiều thách thức. Trung thu năm nay gần với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Do đó, mặc dù còn hơn một tuần nữa mới đến chính hội, nhưng không khí đón Trung thu sớm tại Hà Nội đã rất rộn ràng, đặc biệt là sau 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Ghi nhận tại phố Hàng Mã, khu chợ Trung thu truyền thống này đã tràn ngập không khí lễ hội trăng rằm cả ban ngày lẫn buổi tối. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác đông như chảy hội, thì phố Trung thu Hàng Mã sẽ là lựa chọn số 1. Khu chợ Trung thu truyền thống này đã hồi sinh với muôn sắc màu rực rỡ cùng dòng người đón Trung thu sớm. Ngày xưa tuổi tôi là tôi cũng thích được đi chơi sớm như này, nên là từ nay đến Trung thu tôi phải cho các cháu phải đi nhiều lần ấy. Các sản phẩm truyền thống được sản xuất tại Việt Nam chiếm khoảng 60% trên các gian hàng đồ chơi do hàng nhập khẩu bị hạn chế từ ảnh hưởng của dịch bệnh tại các cửa khẩu. Và đồ chơi truyền thống vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình. Ngày xưa thế hệ chúng tôi ấy, chỉ có những con tòa hè như thế này thôi, hoặc là mấy đèn kéo quân hoặc là đèn ông sao thôi. Cho nên là tôi cũng muốn là cho các cháu hướng đến cội nguồn ngày xưa ấy. Và nó cũng rất là hay bởi vì là người làm ra cũng mất rất nhiều thời gian và tỉ mỉ, và những cái nhân vật cũng rất là sinh động. Tiếng lành đồn xa, bởi vậy cũng có không ít người đến đây chỉ đơn giản là để tận hưởng không khí của Tết Trung Thu. Hôm nay khi mà đến đây thì em không thể ngờ được là không khí ở đây rất là rộn ràng như thế này, rất là ngập tràn sắc màu luôn. Và rất là có cái hương vị của Trung Thu truyền thống ạ. Em cũng thấy có rất là nhiều những bạn trẻ cũng giống em đến đây để tìm những không gian đẹp, để chụp ảnh sống ảo. Sau 2 năm gián đoạn thì năm nay là một cái Trung Thu của cái năm bình yên, thì tôi thấy là rất là vui vẻ, mọi người cũng phấn khởi. Đặc biệt là những tiểu thương của phố Hàng Mã này đã trở lại kinh doanh và doanh thu cũng đã ổn định. Dự kiến là từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ, cũng như là càng gần đến ngày Trung Thu,
thì lượng người đổ về trung tâm thành phố hay các khu chợ truyền thống để vui chơi mua sắm sẽ còn đông đúc hơn nữa. Do đó là tự trang bị cho mình những chiếc khẩu trang hay chú trọng các biện pháp phòng chống dịch vẫn là những điều hết sức cần thiết để có thể bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cho cả cộng đồng. Sau đây là câu chuyện về việc bảo tồn và phát huy di sản then. Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Then được UNESCO vinh danh góp phần khẳng định bản sắc Việt Nam trong kho tàng văn hóa nhân loại. Đây cũng là động lực thúc đẩy bảo tồn và phát huy di sản này. Then cổ Tuyên Quang, bộ sách gồm 4 tập, một trong những công trình nghiên cứu đồ sộ nhất về then được nhà văn hóa, nghệ nhân Ma Văn Đức sưu tầm, tổng hợp. Ông dành trọn tâm huyết với những chuyến điền dã về các vùng then, tìm tòi, ghi âm, ghi chép lại những bài then cổ từ các nghệ nhân cao niên. 81 cung then được ông sưu tầm, in thành sách song ngữ để phổ biến rộng rãi. Dùng tiếng Kinh Anh dịch nó ra. Và đấy là dịch nghĩa. Còn nếu anh hiểu biết làn điệu then, thì anh lại gì? In nghĩa cái đoạn này có thể đưa lên sân khấu được. Đấy, có thể hát được. Ta phải tìm cái tinh túy của trong then, cái hay trong then. Bây giờ cứ nằm trong rương, trong hòm mà các cụ không cho con cháu là cái đó, các cụ đi cũng mang đi theo thôi. Còn ở Cao Bằng, 10 năm qua, nghệ nhân trẻ Trọng Thức đã tự mở các lớp dạy then tính miễn phí vào mỗi tối cuối tuần theo hình thức truyền khẩu. Các lớp học trò đủ lứa tuổi đã nhân lên niềm đam mê với then. Rất mong rằng là cái hát then này thì là sẽ đưa vào trong trường học, thì qua trường học thì có tiết học dạy thì sẽ có qua thầy cô giáo kèm cặp nữa thì chắc là nhanh hơn và bảo tồn được nhiều hơn. Di sản thực hành then gắn liền với đời sống tinh thần của bà con Tày Nùng Thái hiện diện tại 11 tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Với diễn sướng, nghi thức phong phú, then được vang lên trong các lễ hội lớn, hoạt động văn hóa du lịch cộng đồng. Tỉnh đã có cái chính sách để mà hỗ trợ, khuyến khích các cái nghệ nhân để mà khôi phục những cái điệu then cổ, có cái chính sách để mà phát huy và đặc biệt là trong vấn đề phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội như vấn đề phát triển du lịch. Trong dòng chảy văn hóa hiện đại, 11 tỉnh có thực hành then vẫn bền bỉ nỗ lực với nhiều chính sách và sáng tạo để then thực sự lan tỏa trong đời sống, góp phần cố kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc, để điệu then còn mãi. Tối 3 tháng 9, lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và chương trình nghệ thuật với chủ đề Để điệu then còn mãi sẽ được tổ chức tại Tuyên Quang. Và trong phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.